Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người tháo bộ Shimano ở trên chiếc xe Yanwi C20 Pro. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ chỉ cần tháo xích ạ. Sau đó thì mọi người đây ở đây có một con ốc lục đây thì mọi người. Đây bên trong này. Tháo ra rất đơn giản thôi. Đây. Tiếp theo theo sau đó thì mọi người sẽ cầm một cái kìm và mọi người tháo cái đầu tháo nút ra. Đấy, tháo rất là đơn giản thôi. Và thì tháo ra. Sau đó thì ở đây nó có hai cái điểm lục này thì mọi người chỉ lấy con lục tháo cho ra nữa là có thể. Đây. Như vậy là đã hoàn thành việc tháo một chiếc bộ Shimano ở trên chiếc xe Yanwi C20 Pro ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người lắp lại bộ Shimano lên một chiếc xe đạp. Đầu tiên mọi người thì chỉ cần tháo ốc lục của chỗ này ra. Sau khi mọi người đã tháo xong cái bánh răng này ra thì bây giờ đến công đoạn là mọi người sẽ nắp nắp xích vào. Thì đầu tiên thì nó đấy, chúng ta nắp xích và quàng lên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lại nắp lại bánh răng lại. Cắt. Sau khi mọi người lắp bánh răng vào thì nó vị cả ấy xích vào nó sẽ như thế này đây. Mọi người bắt chặt vào giúp mình nhé. Rồi, ok. Đấy. Sau đấy thì mọi người sẽ chỉ việc đấy. Và đây mọi người để ý chỗ bộ Shimano này, chỗ này nó có cái gờ.
Và đây chỗ này đấy là cái điểm chặn nó đấy, mọi người cứ bắt đúng cái gòi vào chỗ điểm chặn này của nó thì nó sẽ ấy, giữ lại được. Sau khi mọi người đã bắt chặt hết tất cả các ốc vào thì mọi người sẽ nắp xích lên phía đằng trước của xe. Sau khi mọi người đã nắp xích lên phía đằng trước và bây giờ mọi người sẽ bắt đầu lấy nối cái dây của bộ Shimano vào trong đây. Sẽ lại luồn qua đây phía sau tiếp. Người luồn dây của bộ Shimano vào thì mọi người bắt đầu siết chặt ốc này vào nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa hoàn thành.